mấy giờ rồi? Trời ơi, 11 mười mấy luôn. Ăn uống xong xuôi 11 mấy luôn. Ủa, giữ xe đến 3 giờ hả? Ủa, giữ xe tới 3 giờ hả chú? À, tự nhiên thấy tấm bảng ghi có 3 giờ. Mình tự bảo quản đây, vô đây cho nó đây, để thì cái này để đó. Mình mang theo đồ của mình mang theo, không để vé xe vậy, vỏ xe thôi. Sao vẫn quay con? Chưa. Không quay con. Đây con đâu? Nè, à, ý húi rủng bữa nay đi chơi nè. Con lấy nón đội lên đi. Ý húi ý lủng hôm nay sẽ tóc. Nè, chút nữa đi nè. Bây giờ mình sẽ đến thăm mấy con chó. Mình sẽ đến thăm hoa đặc biệt trước. Nắng lắm, con phải đợi nón thôi. Hoa vàng tươi quá kìa mẹ, quay đi mẹ. Hồng hồng nữa kìa. Ừ, đi qua đó. Ở bên kia nó chiếu cái gì rần rần bên đó. Rồi FBI. Rồi go đi FBI. Mình đi xem hoa vàng, hoa cúc trước ha. Ừ. Ừ. Gia định tới 4 1 2 3 4 5 6 khúc dưới trên. Ừ ừ, không không không, quay khúc này trước đi, khúc này đi rồi chút xíu vòng lên trên đó lại lá tím. Ừ. Không nữa kìa. Ý, hình như bên kia đó có hội chợ gì á. À, hội chợ giảm bao nhiêu rồi nè. Lát mình qua thử Lotteria hay gì. Hoa vàng tươi luôn nè, có hoa cam nữa kìa. Ừ, bên đó hội chợ gì á. Hoa này ít rồi. Có hai một cam nữa kìa. Công viên cũng rộng lắm ha. Quang cảnh vô công viên là thấy cây cối bông hoa. Cây ra trái nè. Cây này đố si di, cây này cây gì? Cây chanh. Chanh đầu chanh nhìn cây nha. Cây cam. Trời ơi. Cây
Cây tắc. Ủa? Cây tắc nè, trái tắc nè. Chanh với tắc đâu có. Chanh với tắc cũng giống nhau mà. Đều là trái chanh mà. Không không, đừng đụng vô, đừng rớt là người ta bắt con mua luôn á. Chanh á, là nó bự hơn trái tắc, cái vỏ nó dày hơn trái tắc. Còn trái tắc là trái này nè. Nè, thấy không? Không. Vỏ nó mỏng không? Nó màu vàng đẹp hơn. Đó. Ở ngoài Bắc hình như người ta kêu nó là trái quất hay gì á. Đó. Đây nè. Không? Quá trời luôn. Quá trời trái luôn ha. Đợi mà tới tới Tết á chắc nó vàng. Ủa, vàng. Ươm hết. Hoa này hoa cúc nè. Hoa cúc vàng ha. Đừng có đụng đi dòm được rồi của người ta mà nó không mua đâu mà rồi. Đẹp kìa. Khoan từ từ, từ từ. Mẹ ơi, quay ở chỗ này đi nè. Từ từ con đứng vô trong bông cúc đi. Đứng đây đi. Rồi. Hoa cúc vàng ha. Vàng chanh với ấy. Tường. Hoa này hoa thiệt. Hoa này với hoa tường vi thì phải ra. Hoa này màu sắc nhạt rực rỡ. Ừ, hoa này của Đà Lạt. Hoa đẹp quá. Ê, cái hoa này nhiều màu nè. Hoa tím, hoa hồng. Hoa phấn. Hoa cái này hoa cúc nè, mà cúc tím với cúc đỏ hồng. Hồng. Ừ. Có cúc hoa sen nữa. Có loại hoa này hoa mới nè. Cái cúc này cúc bự nè. Ừ. Bự cho bá. Ừ. Màu này nó giống như màu cam. Cam vàng. Lai, cam vàng. Ừ, với ý vô đứng giữa ngay đây đẹp nè. Hello, rồi. Hoa màu tím. Ừ, tím đẹp ha. Là ý hoa màu cam này á. Ừ. Rồi con đứng đây, con đứng đây đi. Ừ rồi, con vô. Con nâng cái bông lên. Rồi. Rồi. Ngó xuống bông hoa. Ngó mặt mẹ nè. Đó rồi. Rồi. Nói chung cái nào cũng đẹp hết á. Thôi được rồi. Rồi được rồi, mang như vậy đi. Được. Được, được rồi. Trời ôi, nắng đeo, nha. Thôi đeo như vậy thấy chọc lắm. Không, không. Thôi, thôi vậy thôi. Rồi. Đi trời giữa trời nắng mà con không chưa mang quay cái này mà. Quay rồi, mẹ quay rồi. Tôi chụp hình bóng này luôn. Bên nào? Nè. Con muốn chụp hả? Dạ. Con đi vô đây nè, con đi vô đây nè. Con vô đó đi. Rồi con xoay qua. Rồi. Con vô xuất tiếp đi. Ừ. Rồi, chịu đèn lắm rồi đó. Đi con. Hỏi cúc vàng ươm luôn, con đi vô cúc vàng ươm luôn. Vô đi, vô đứng tí nữa đi. Ê chà. Rồi. Rồi, đẹp gái rồi, đi ra. Đi ra. Đi qua này. Ừ rồi cũng được. Đây rồi đi nè. Đây quá trời cúc ha. Mà không có ghi cúc gì hết trơn á, mình không biết cúc gì. Nhiều loại cúc quá. Cúc xoè luôn á. Cúc vàng nè, bự thiệt là bự nè, người ta hay trưng ở hai chậu cửa nhà nè. Giống hoa sen á nè. Hoa sen người ta màu hồng mà hồng cánh sen mà. Nó nhân lên giống cái váy mà. Ừ. Váy của ta. Ôi trong đây cúc quá trời cúc luôn nè. Đây thì đây có người ta hay xài cúc. Cúc vàng đẹp. Con để ý hình như đó là mình còn chưa quay hoa chó nè. Thác mình qua kia quay sao. Đây à Nguyên. Mình quay chỗ tắt nè. Ê hoa vàng ươm. Ở lộn hoa cam nè mẹ ơi. Cô qua thử. Không không không. Để quay tàu tắt. Tàu tắt này trái bự quá và bự vậy ta. Chín rồi. Chín. Đẹp ha. Nguyên lũ luôn. Rồi xoay mặt vô. Chắc người ta sẽ thấy. Rồi.
không có dán giá ha. Hôm nay có mọi người có thấy chân cửa bé ý lùng có cái gì đó đặc biệt không? Có gì đó quay đặc đi biệt mẹ. Thôi quay đi. Thôi chứ bé ý lùng đeo đôi dài mới chứ gì. Đôi dài này dành cho đúng Tết mai mẹ. À, cúc đẹp ha. Hoa mini. Đây chậu vạn thọ nè. Nè cúc mini nè, cúc mini nè. Ồ đẹp quá ha, cúc mini nè con. Mẹ ơi, bên kia có bông cây. Ừ đây nè, cúc mini nè. Bông bé tí. Bông hồng với cây. Ừ, đây. Hoa nhiều mà. Ồ đi vô kia có nguyên một vàng bông giấy nữa kìa, thiệt là đẹp luôn kìa. Ôi, này có gì có gì. À, mấy ngày nay trời hơi lạnh á. Giờ tới hoa chưa bớt, hôm nay mới bớt rồi đi chứ. Ý lùng nè. Ý lùng mấy ngày nay ho để ở nhà. Nay được nghỉ Tết rồi đó. Ngày 26. Nghỉ tới 26 tháng 2 mới vô đi học lại. Hôm nay ngày 9. Ừ. Rồi ha, qua phi trường mới ha, đi xem hoa ở công viên gia đình ha.